Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV, tiếp tục series bao bóng nghệ thuật đơn giản. Và ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn một mẫu trái tim 2D đơn giản dễ thương. Các bạn nha, chúng ta bắt đầu. Trái tim 2D đơn giản chúng ta cần có hai quả bóng hai màu. Các bạn tùy chọn nhé. Có màu hồng chúng ta thổi gần nửa quả bóng. Khi chúng ta gấp lại và chừa thêm khoảng bao tay các bạn nha. Bước đầu tiên, chúng ta tạo một cái khóa khoảng 1 ngón rưỡi. Chúng ta nhét vào. Tiếp theo, chúng ta tạo một trái nho khoảng 2 ngón tay. Rồi chúng ta tạo thêm một cái khóa khoảng 1 ngón rưỡi. Tiếp tục, chúng ta tạo một cái nho hai tay. Dùng cái tay chúng ta kẹp đi ạ. Tiếp theo chúng ta tạo hai quả nho tương tự. Đây, tổng cộng có 3 trái nho các bạn nhé. 3 quả nho bằng nhau. Đến đây chúng ta tạo thêm một cái khóa 1 ngón rưỡi. Tất cả các khóa trong trái tim 2D này chúng ta tạo khoảng 1 ngón rưỡi các bạn nhé. Tiếp tục, một quả nho hai ngón tay, một cái khóa 1 ngón rưỡi. Đây, hai ngón tay và 1 ngón rưỡi. Đây, hai ngón tay chúng ta sẽ khoán vào đây. Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta tạo một và nhau hai ngón tay, một cái khóa 1 ngón rưỡi. Tiếp tục một cái nho hai ngón tay và một cái khóa. Đây, một và chúng ta cắm vào điểm này. Ở đây chúng ta tạo hai ngón tay, tạo thêm một cái khóa. Này, chúng ta xì hơi để khoảng 2 ngón tay. Thế các bạn nhé, chúng ta xoắn chung vào đây, điểm cuối cùng. Với quả bóng màu hồng, chúng ta tạo được sản phẩm như thế này. Các bạn để ý, lưu ý kỹ nha. Đây, các bạn để ý kỹ nha. Ok, tiếp tục. Ta thổi quả bóng còn lại. Quả bóng còn lại chúng ta cũng thổi gần một nửa quả bóng thôi các bạn nhé. Gần một nửa thôi. Ở đây chúng ta tạo hai cái khóa khoảng 1 ngón rưỡi luôn. Tiếp theo chúng ta tạo một trái nho khoảng 2 ngón tay. Chúng ta sẽ cột vào điểm này.
trong khóa này các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tập quả nho khoảng một ngón tay, hai quả nho khoảng một ngón tay, hai quả nho nhỏ mỗi quả khoảng một ngón tay. Cột qua đây. Tiếp tục chúng ta tạo hai quả nho, hai quả nho. Đây, một. Hai quả nho một ngón tay, hai quả nho một ngón tay. Đến đây chúng ta tạo một quả nho hai ngón tay. Cột qua đây. Bên đây tương tự, hai quả nho một ngón tay, hai quả nho, hai quả nho một quả nho. Bằng bên này và cột chung vào điểm này. Và chúng ta chỉnh cho ngay ngắn các bạn nhé. Ok, chúng ta đã hoàn thành trái tim 2D với hai quả bóng đơn giản. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chú ET nhé. Chú ET làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.